Sim, boa tarde. Boa tarde, obrigado, Tony Fá. Tudo bem? Ok, tudo bem. Já jantar é que é? Hermoso. Almoço, Já, que hora? tá no fogo. Tá quase. Ok. Já. Hello, xin chào tất cả các quý khán giả đã quay trở lại với Tôi Phong Cuộc Sống Châu Phi ngày hôm nay. Và hôm nay thì bạn bạn Antonio đã bắt đầu là sức khỏe thì cũng rất là tốt rồi. Thì hôm nay là bạn bắt đầu tiếp tục xây nhà bếp. Bạn giờ là đang ăn cơm. Cả buổi sáng làm. Làm từ sáng ra rồi. Bạn đang nấu ăn. Bây giờ mọi người lên xem là từ sáng giờ các bạn đi làm được nhiều không. Ôi gì đó bà tê quan tê. Kể. Quan tê về. Ô mà số. Số mà. Hiện tại là hôm nay là bạn ấy làm được một khuôn. Còn từ giờ đến tối nữa thì không biết làm được bao nhiêu. Ngày hôm nay công việc của bạn ấy cũng được một chút thôi, không được nhiều như mọi hôm. Mấy hôm vừa rồi bạn ấy ốm nên là công việc của bạn ấy chững lại. Hiện tại thì hôm nay bạn ấy cũng khỏe lại rồi. Cũng rất là mừng cho bạn ấy. Còn chỗ này các bạn nhé, mọi người cũng đã góp ý một chút chỗ này của bạn tại sao mà đào sâu này. Thì sau này khi làm xong nhà bếp thì chỗ này mình cũng bảo bạn rồi sẽ hạ thấp xuống để cho tránh hiện tượng trẻ con đi vào buổi tối đấy, hoặc là bạn đi buổi tối bị ngã. Nên là bạn ấy sẽ làm cái bậc thang, cái bậc lên ấy. Quỳnh đang làm gì đây? Quỳnh đang làm gì đây? Chó làm gì? Quỳnh lăn nóc. Quỳnh lăn nóc rồi. Bây giờ là Quỳnh, giờ là thành Quỳnh lăn nóc rồi. Eu ainda não estou conseguindo bater bem. Dente ainda não cura bem. Só febre baixar e batimento baixar, mas ela ainda está. Se pisar, então ela vai bater muito. Tenho que fazer só um pouco ali embaixo. Dá um pouco de terra. Outro pisa. Então está pedindo mais um. Ok. Eu até ainda bem. Talvez amanhã vou ir ver um. Você deixa ele forçar, você deixa ele bater, você fica lá embaixo. Depois você peça é bom poder fazer junto. Dois pessoas fazer devagar, três pessoas fazer rápido. É assim, tá bom, poder fazer devagar. O mês acabou. Hôm nay là bạn ấy đang tầm này là vào buổi trưa bạn nấu gì? Akin cô gì nhạc kìa? Massa. Como que é? Essa é massa. Como era outro? Esse é peixe. Peixe. Molho. Molho de peixe. Ok. Então, olha só. Não vai ter vídeo do neto aí? Tem. Depois dá. Còn bây giờ là bạn Maria. Bạn Maria vừa đi bán hàng về. Ôi gì bên đây quan tù. Gậy. Cô cụ. Family. Ok. Câu mà Opimay đủ anh đã tên cử linh thì Espera cử linh thì có nhá xì vi mai.
Sora burke sora. Levanta coge aquí. Coge ven aquí. Quỳnh, coge aquí. Ok, coge aquí. Ven. Mai. Ven aquí. Agora esse tá no fã. Esse é irmão do doutor. Sim. É o primeiro, é segundo. Tá sumi. Segundo. Já tá firmada a doutora. Đây là mọi người đang xem cái video hôm vừa rồi. Hôm vừa rồi là vợ chồng Quyết đang ở ngoài vườn chỗ ông bà. Mọi người đang rất là chăm chú xem các bạn nhé. Bây giờ mà mình lấy điện thoại đi là kiểu gì phải có người khóc như Tony là khóc nghe này. Thấy vườn của ông bà thì tôi Antonio cũng rất là thích, cũng rất là tò mò. Já 67 a luta, mas é assim. 67. Sim. Tá bom, ainda jovem. Bem, mamãe. Até estamos passando a detona. Quantos graus? Conta. Xanh ấy, đầu tôi phải là xanh kể okay. Xanh xì mọi người rất là chăm chú video của vợ chồng Quyết. Tony fala também tem milho amarelo. Milho? Sim, amarelo. Sim, tem. Esse comelo tá bom, igual angola. Aí depois começou. Você fala, doutora, quando vir trazer um boi. Compra aqui. Aqui tem. Não, aqui
Tênh. Boi depois secar no tá bom. Và là mua tụt sâu cả lôi, mút cả lôi. Cao ấy. Nada, sao? Ya, la neta extraña, pues. Uma, outro peça, uma, outro cunhado. Ah, e esse moço que está ali? Quỳnh đẹp phôi con mẹ. Con mẹ preta. Con mẹ eso. Con mẹ tengo le levanto. Agora que ela leu o pai dele. Joga a tua chara. Neném, quando lhe perguntar se a mãe dele é quem, falou como? Ah, falar avô. Falou avô. E deixaram com 10 meses. Já, agora tem 6 anos. É a razão dele, né? Bây giờ thì mọi người được ra thăm vườn lạc của nhà bạn Antonio các bạn nhé. À, lý do tại sao mà nó lại cháy lá như thế này thì như đợt vừa rồi thì mọi người theo dõi thì mọi người đã biết là ở bên này hiện tại là cách đây một tuần rồi. Là nó có cái loại gió mùa đông bắc, gió khô. Nó gió rất là to lên là toàn bộ ở bên nhà Marcelino cũng thế và bên nhà Maria cũng vậy. Này hiện tại là lá nó bị cháy hết. Nên như kiểu là gặp ngọn lửa mà có gió đấy các bạn ạ. Nên là toàn bộ sẽ bị cháy. Bây giờ hiện tại là bạn Maria là nhổ lên cho mọi người xem là lạc đã được rỡ chưa nhá. Thì ra mà xôi về. Nạc vẫn non. Ainda. Ainda não tá rijo. Ainda. Vậy là lạc của bạn là vẫn còn hơi non, có thể là để thêm một tuần nữa bắt đầu rỡ thì cũng vừa khoảng tuần hơn một tuần nữa. Hơn một tuần nữa. Esse tira pouco cozinha com é? Com é bom. Nên là lạc của bạn ấy chưa được rỡ các bạn nhé. Hiện tại là lý do làm sao mà nó phải cháy, nó bị cháy như này là do thời tiết bên này. Đợt vừa rồi nó có gió mùa đông bắc, gió khô hanh. Nó làm cho toàn bộ cây cối là sẽ bị cháy và rụng lá và chết. Cây to còn bị chứ chả nói gì đến cây nhỏ. Bên nhà mình tưới nước mà cho đỗ mà hôm qua mày nhìn lá nó còn bị vàng. Nhưng mà củ nhà bạn như này là cũng sai. Tí ra út rùa, em về.
Cái này sau này dỡ có thể khả năng là sẽ phải cuốc. Tại vì đất hiện tại nó đã khô rồi. Con tà quan tù. Bông sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Củ đậu lên là củ đậu bên bên này thì nó sẽ ấy hơn. Củ đậu bên này thì đang rất là phát triển tốt, mỗi tội chỗ này hơi ớm thôi. Chỗ này đất ẩm hơn, bên này là nó có cây cao nên là nó ẩm hơn một chút. Thì cây vẫn đang phát triển bình thường. Xinh. Ok. Bên này cũng vậy. À, bên này là củ đậu là cũng đang phát triển rất là tốt. Nhưng mà do là đấy nó ớm nên thân cây nó lên nó hơi nhỏ một chút. Nhưng mà không sao cả. Sau này củ thì nó cũng như nhau thôi. Đây là trồng sau hơn bên kia. Còn bên này là không biết là bạn ấy trồng cái gì đây. Ở đây cũng là củ đậu. Giờ này là không có gió các bạn nhé. Mình có thể đứng ở dưới gốc cây được. À, đây gốc cây rất là to. Mình có thể đứng dưới gốc cây là không lo là do làm sao cả. Là buổi sáng cơ thì vào buổi trưa thì là gió rất là to. Thì cũng có khả năng là sẽ bị gãy cành và rơi vào đầu nên là tầm đấy mình không ra. Nên buổi chiều không có gió thì mình đã qua đây để cho mọi người biết được là củ đậu này là phát triển như thế nào. Bạn ấy trồng cũng khá là dày nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì cả. Tony khoe lạc vô ta casa. Mình sẽ chuyển cảnh sang bên kia các bạn nhé, để mọi người biết. À, toàn bộ chỗ này là ngô các bạn, được thu hoạch hết rồi các bạn nhé. Toàn bộ ngô mới đỗ, toàn bộ đỗ là các bạn thu hoạch hết rồi. Hiện tại đỗ phơi và đã khô rồi, đã gửi mình mang đi bán. Chỗ này là trước là bạn trồng đỗ, toàn bộ đỗ xanh nhé các bạn ạ. Đỗ xanh thì hiện tại là bạn đã thu hoạch rồi này. Bây giờ còn sót lại cây này là nó chưa bị khô thôi. Nó vẫn còn chưa khô lên, vẫn còn tươi. Còn nạc thì ở khu này của bạn ấy thì là do thời tiết nó nắng, nó có gió mùa đông bắc. Ở bên này gió nó như bão các bạn ạ. Nên là nó sẽ làm cho khô cây cối khô rất là nhanh. Đi dịch lên trên thì này thì nó khô hơn một chút nên là cây nó hơi còi. Nó hơi còi chỗ này, góc này nó hơi còi. Cây nó hơi nhỏ nhưng mà nó vẫn lên, tại vì là củ đậu này thì nó sẽ cái rễ của nó ăn sâu hơn. Còn lên trên này thì cà chua của bạn ấy vẫn phát triển bình thường. Thế ngày nào các bạn cũng tưới. Cà chua cũng rất là sai quả. Còn giờ này thì các bạn ấy đang chuẩn bị ăn. Trưa là tầm này là cũng vào tầm... 3 giờ chiều rồi,
Là các bạn ấy làm từ sáng giờ. Appetiti. Obrigado. Ok, obrigado. Sim. Quỳnh tiện khóc kìa. Con là xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào, xin chào. Vừa thì khóc. Ngủ dậy một cái, thế là dậy một cái, thế là quay ra ngồi khóc. Mặt xị ra, không nói câu gì. Fati. Sau này phát đi khả năng đi học âm nhạc, khả năng là hợp các bạn ạ. Depois escola canta. Tá bom? Còn ở trên này thì bạn Antonio đang làm tiếp rồi. Aprende escola. Video của mình hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn mọi người video tiếp theo. Ok. Xin. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Ok. Ama nha. Bye bye ama nha. Bye bye. No no bye bye. Bye 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 nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye.